hay và trong cái tài nha, sẽ quay trở lại channel của Hùng Akira. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Minigo Blood. Hôm nay thì đang hiện tại là vào lúc tầm 2 giờ sáng. Thì nay là một giờ rất là thiêng liêng. Và như thường ngày thì vào tầm giờ này thì mình chỉ có chơi game thôi. Nhưng mà mình lại nhớ đến những giai đoạn ngày xưa là mình rất hay đi trà trộn cộng đồng vào giờ này. Hôm nay mình quyết định là một thời gian rất là dài rồi thì mình sẽ đi trà trộn cộng đồng để xem là có ai nhớ Hùng nữa không các bạn nha. Thì và cũng rất là lâu rồi thì mình không làm video mini qua trà trộn cộng đồng. Nên là chắc là sẽ không có view đâu, nhưng mà quái nổ các bạn nữ xinh quá vậy. Ok, và chúng ta sẽ cùng đi vào thử các map parkour nhá. Và hiện tại thì chỉ có khoảng 5-6 map parkour được mở thôi. Để tối đa đấy các bạn. Giờ này gần như là chả có ai chơi cả. Nên là tầm này chỉ đi cầu hồn hoặc là đi gọi ma thôi. Có map parkour leo cây. Chúng ta sẽ cùng vào xem để xem là mấy bạn trong phòng này có nhận ra mình hay không, hay là có đang làm gì. Ok, để vãi nồi ạ. Map này là map, map này là map sáng tạo mà. Rồi xong sáng tạo luôn. Mẹ này rồi sao chơi. Chịu. Sáng tạo các bạn. Chúng ta sẽ đi vào map khác thì nha. Sẽ cái map parkour này nhiều người thích ấy nhở. Mấy cái map này kiểu nó kiểu map quen thuộc vãi nổi ấy. Lúc nào đi ra sảnh liên thông các bạn cũng sẽ gặp những cái map như thế này. Thực ra ai cũng mở mấy map này. Alo, có ai nghe mình nói gì không? Đức Em ơi. Đây, có bạn tên là Đức Em. Đây, bạn Đức Em là khả năng là bạn đã nhìn mình bạn sẽ biết. Đó. Chỉ có mỗi bạn này có hy vọng biết thôi vì bạn này là người Việt Nam. Hello cậu, cậu nhìn thấy mình không? Nhìn thấy bé Kana chưa? Ớt đết. Rồi, ngã đằng trước chơi chưa đã, mà đấy ngã thêm đằng sau nữa cho nó đủ bộ. Ủa vai cháy ạ. Ủa mà sao nhân vật của mình lại đi vòng tròn này? Thật không thể nào hiểu được. Phòng này phòng đối chiến mà lại chơi quả hình này. Lừa. Bây giờ rồi vào thì đánh nhau à? Hay là như nào? Market 2K9. Nhìn phát tôi biết bạn này sinh năm bao nhiêu. Lớn vãi nồi ra. Còn bạn này bạn gì đây? Ô, bạn này thấy mình cái bạn này cất cái móc đây này. À, bạn này đang nhìn mình. Ở đây, bạn này có nhìn mình méo đâu. Đó, Ecute, Sĩ Lâm, Polis Rosaling. Sĩ Lâm này. Thế Sĩ Lâm đang nhìn mình này. Ô, thế này là team khác đi ra đi. Nhìn của cái gì? Ê, quay. Đứng trước cửa nhà người ta vậy. Alo, cái đệt hi anh hùng luôn. Vãi nồi, có bạn market kia bạn đã nhận ra mình rồi. Market, bạn market nhận ra rồi, hi anh hùng luôn kìa. Dưỡng chữ đồ cho chủ phòng bạn có thể sử dụng. Thế này mà coi là, thế này mà gọi là chơi solo à? Chơi đối chiến à? Em chào anh. Oh, hello em là ai nhở? À, market à? Uầy, sừng skin mini S cả đầu tư thế, skin này đắt lắm mà. Mua luôn à? Đâu có, này em xài thử, này là cho em dùng thử thôi. À, xài thử à? Bảo quả skin đắt lắm mà mua luôn là chơi lớn nha. Không, em đâu có biết nạp xu đâu. À, em chơi bằng điện thoại. À, đó, nạp xu mini war hơi khó tí, nhiều bạn không biết. Em con gái đúng không? Dạ. Anh nghe giọng hôm nay, nghe mất hôm nay thì em nó hay trầm đúng không? Đó, giọng anh vẫn giống như ngày đó mà. Vẫn là giọng con trai mà, chỉ là ngày trễ chỉnh giọng thôi. Không, tại vì mỗi lần em chơi với mấy người bạn của em là người ta nói giọng của em giống như là không nhận ra. Nghe giọng của em giống như là một người đàn ông, như là giống như con trai vậy. Đúng rồi, giống con trai đó em. Nhưng mà anh nghe thì anh vẫn thấy chất con gái. Em cũng không hiểu sao nữa, tại em đâu có chỉnh đâu. Em sinh năm 2009 à? Đúng rồi. À, thế sao, thế em sao em biết anh vậy? Em biết đâu, tại à, nãy em thử coi là em chỉ cập em bấm vô xe thông tin của em, bấm vô hình ảnh đại diện em mới nhận ra nó là anh người kia ra hiện. Thế em biết anh đi làm gì không? Dạ. Em biết anh đi ở đây làm gì không? Dạ không. Hả? Không à? Đoán rồi xem. Đoán xem. À, anh hình như hình gọi là gì? Hình như. Ủa mà sao anh?
anh như anh đổi nick rồi, hình như anh đổi, anh đâu có dùng skin con thỏ nữa đâu đúng không? Không, anh đâu có nhất thiết là anh phải dùng skin con thỏ đấy, nhưng dùng nhiều skin đi chơi cho vui mà. Em có biết đến Mini World trà trộn cộng đồng không? Dạ biết, em biết cái, em biết cái đó. Nào, biết cái đó thì cái đó có mỗi anh làm đó, thế bây giờ em biết là anh đi làm gì rồi đó. À, em hiểu rồi. Có mỗi em nhận ra thôi, nãy giờ đi mình là YouTuber không có thòi để mà hết, làm gì ai biết đâu. Đi vòng quanh cả thế giới mới có một bạn nhận ra. Tại vì có khi người ta chơi mà ta giả bộ ta giống như là xài cái bộ ta lấy tên của anh vậy á. À, kiểu giả vờ là tên anh đúng không? Có nhiều người tên họ giống y hệt tên anh thật mà. Đúng rồi. À. Ủa mà sao giờ này anh còn chưa ngủ nữa hả? Thế thì anh phải hỏi em đấy, giờ này sao mà chưa ngủ vậy? Tại vì em không có muốn ngủ. Ha, vô lý. Tại vì mẹ em cho em nghỉ học tới một tuần lận. Tại sao mẹ em lại cho em nghỉ học tới một tuần? Tại vì em cũng không biết nữa. Tại vì em cũng không biết luôn. Có một cái lý do sâu sắc. Sâu sắc. Hôm bữa em cũng có coi kênh của anh Hiro á, là anh đó chơi bằng cái điện thoại á em. Anh đó bắt cô hai lóc bằng cái điện thoại, vậy bắt cô được hai lóc rồi đó. Bắt cô bằng điện thoại, bắt cô kiểu nào chả được em. Kể cả bán một tường vẫn được hết á. Bây giờ em mới giờ biết bắt cô hai lóc á, chứ hồi đó là em chỉ như là bấm tường được nửa lóc thôi. Thế à, dễ mà. Bám trên máy tính cũng như thế nào thì điện thoại vẫn bán được như thế, chẳng qua nó khó hơn thôi em. Bám hai bên qua với nhau hay là gì đó cũng bán được hết. Ngày trước chả bám ấy chứ. Ngày trước có mấy lần chơi thử điện thoại bám được rồi đó. Nhưng mà nói chung là nó khó hơn và anh không nghe chơi điện thoại nên là gà hơn. Vâng, và chúng ta chắc là sẽ đi qua map đám cưới để dạo quanh cái map huyền thoại của Mini World. Lúc nào cũng rất là nhiều drama và rất là nhiều bạn ngồi nói chuyện ở tại những khu vực như thế này. Và kiểu gì chúng ta sẽ được nhận ra thôi. Thì mình vừa vào thì bạn Ngụy Anh Lạc nhìn mình với đôi mắt rất là âu yếm rồi bạn quay đi. Ôi, sai skin mèo pha lê này. Dễ thương vãi nời. Nhìn Kana chắc hơi lạ lạ nhưng mà cái tên thì chắc là quen quen. Đó, bạn Gen này chắc đang chat này. Thế là mấy bạn này đảm bảo đang chat này. Hello, xin chào các bạn. Thấy bạn Hoppy gì này bật mic này. Thôi, ao mất rồi. Giờ này bạn có mở mic không? Ủa, sao hai mở mic hết vậy? Ấy, đâu? Tào lao. Gì tào lao? Hùng thật à? Mình tên là Hùng. Mình tên là Hùng mà. Tên thật của mình là Đặng Văn Hùng, em của Đặng Văn Lâm, người vừa cắn phá quả penalty ở trong trận của á đủ đậu má mày, vừa với trận trước Việt Nam đá với Thái Lan. Em sorry cái gì? Hello, các bạn nào bật mic không? Alo, các bạn nào bật mic không? Các bạn nào bật mic không đó hả? À đây có bật loa này. Hello Nguyễn Anh Lạc. Hello. Ủa động tác chào động tác nào ta? Động tác này động tác búa mẹ nó rồi. Hello. Nhìn có búa ấy. Búa to ấy. Búa to phiên bản nữ ấy. Ủa đây không ai nói chuyện gì, có mỗi mình ngồi mình tự kỷ rất nhìn. Sao nghe nó quê thế nhỉ? Vãi hồi gặp người nổi tiếng rồi. Nào, một YouTuber không ai biết tới, không nổi tiếng đúng không? Một YouTuber không nổi tiếng không ai biết tới luôn chứ nổi tiếng cái nỗi gì. Vãi cả đợi em chụp cái. Sai skin này nó
nó không quen. Đấy, nếu như mà muốn xài skin quen thì xài skin này. Nè, quen chưa? Quen ngay, quen ngay. Động tác chào đây là đúng là chào luôn. Quen ngay, quen liền, quen liền à. Quen liền lắm mà mới chơi mini gua á. Chào, 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 chào. Bắt đầu có bạn tên anime và phòng cái đã anh hùng rồi. Anh hùng cái trả là hùng ảnh đấy, click nhầm. Vì anh Lạc này trai gái đấy. Nhìn xài skin nữ nhưng mà cái kiểu tên này nó cũng nửa nam nửa nữ, có biết là nam hay nữ. À gay à, ok rồi, thế là biết con trai đó. Rồi bê đi. Em đẹp trai. À đủ. Biết thường người anh Lạc gay rồi. Con trai chắc rồi, bê đi chắc rồi. Chào bạn. Ê, chào. Nè, chào này. Đó. Em dừng anh 50%. Giống cái củ cái. Anh mày là con trai không BD nha. À nói đùa thôi, mi là gái chính hiệu à. Gái chính hiệu có mic không? Gái chính hiệu có mic, bật mic lên, check mic nào. Gái chính hiệu có mic lên, bật lên, check thanh quản ngay vào luôn. Thanh quản phát được ra giọng của nữ là nữ. Còn nếu như phát ra tần số nhỏ hơn 39Hz thì đó là con trai. Mở mic ăn combo Z nào á, cứ nói nhẹ nhẹ thôi. Hay là gì tương tự thôi, chỉ cần nói nhỏ nhẹ thôi. Ăn đồ đi con mẹ, một ngày nuôi con. Vãi cả một ngày nuôi con. Chúng ta có một bạn nước ngoài. Hello, mình chào cậu. Hello, hello. Annyeonghaseyo. Làm gì đấy? Này bạn là người Việt Nam đúng không? Bạn làm gì vậy? Làm gì ngồi đặt cái này đấy? Đọc tên. Tên bạn kìa. Bim mộ. Trời ơi. Này, bạn có biết mình là ai không? No. Vãi nổi gật đầu. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thỏ. Thỏ Tiên. Nhớ mới tiêu rồi. Bên này cũng có thỏ bé cute. Mà sao thỏ bé cute lại không xài skin thỏ mà lại xài skin gì đấy? Thằng này to bằng chứ. Này sao giờ này, sao giờ này bạn vẫn on chơi game vậy? Không ngủ hả? Kệ. Hai... Nghe đúng quen quen anh gì làm clip. Nghe tiếng quen quen anh gì làm clip. Thế có biết anh nào hay dùng skin thỏ không? Có, quên tên. À, quên tên à? Biết trong nào hero skin không? Mình là kiểu có quan hệ với làng hero team thôi. Thế về hero team có một anh mới vào, tên anh tên là gì nào? Anh nào mới vào hero team? Có một anh mới vào mà. Anh ấy dùng skin sói đó. Siro. Siro. Thì Siro ngày trước Siro có ghép cặp với một con thỏ. Chuẩn. Đúng. Sorry. Đánh nhầm. Đúng rồi, là con thỏ này nè, con thỏ này nè, Hùng Akira nè, trời ơi. Rắc rối đúng không? Đúng rồi, Việt đội rắc rối. Anh đây chứ còn ai nữa. Hãy chứ chỉnh giọng thôi, giờ dùng giọng thật nè. Còn anh máu nha, thằng này đừng đánh nha. Anh đừng lấy máu. Em cũng cục xúc ra phết đấy nhờ. Ơ, cái thằng này. Mộ của tao rip của khủng long ấy.
cậu bé cục xúc thật sự. Ok, chắc có lẽ là video của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Thì mình cũng không có tiện để đi sảnh liên thông nhiều, tại vì sảnh liên thông đã hết phòng rồi các bạn ạ. Thật sự là không có nhiều phòng để chúng ta tham quan trong buổi đêm này. Nhưng mà có những cái câu chuyện rất là thú vị, những thanh niên, những bạn on buổi đêm rất là buồn cười. Và chắc có lẽ là mình sẽ làm thêm những cái trải nghiệm cộng đồng này trong những ngày tiếp theo nếu như các bạn ủng hộ nó. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chương trình tiếp theo. See you again, bye bye.